Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Funu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Funu TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 11 tháng 5 duy trì ổn định trên thị trường xuất khẩu và ở các địa phương trọng điểm trong nước. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, cộng đồng hồ tiêu quốc tế không có sự điều chỉnh đối với giá tiêu xuất khẩu ở các nước. Tại Indonesia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu vẫn duy trì ổn định ở mức là 4.902 USD trên tấn và 6.447 USD trên tấn. Trong khi đó, tại Brazil, giá tiêu đen duy trì ổn định ở mức là 4.900 USD trên tấn. Còn tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng tiếp tục đi ngang với mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít và 550g trên lít tiếp tục ổn định ở mức là 4.600 USD trên tấn và 4.700 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu là 6.600 USD trên tấn. Nhìn chung trong tuần này, giá tiêu đen xuất khẩu và tiêu trắng bật tăng mạnh tại Indonesia, Brazil và Việt Nam. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế cũng nhận định rằng thị trường tuần trước cho thấy phản ứng tích cực khi không có quốc gia sản xuất nào ghi nhận giảm. Tại khu vực Nam Á, giá tiêu giao dịch trong nước và quốc tế của Ấn Độ tăng trong 3 tuần qua. Sau 2 tuần ghi nhận giảm, giá tiêu nội địa của Sri Lanka ghi nhận tăng trong tuần trước, một phần ảnh hưởng từ việc đồng rupee của Sri Lanka tăng 1% so với đồng USD. Ở Đông Nam Á, giá tiêu nội địa và xuất khẩu của Indonesia trong tuần trước cũng tăng mạnh do chỉ còn ít hàng tồn kho lưu hành. Giá tiêu nội địa của Malaysia ghi nhận tăng từ tuần trước, trong khi giá xuất khẩu thì duy trì ổn định và không thay đổi. Trong khi đó, cộng đồng hồ tiêu quốc tế cho hay chỉ có giá tiêu trắng nội địa của Việt Nam ổn định trong tuần trước, còn các loại khác thì ghi nhận tăng. Giá tiêu đen của Brazil ghi nhận tăng, trong khi giá tiêu đen Campuchia tiếp tục ổn định. Thưa các bạn, thông tin từ Bộ Công Thương dự báo các tháng còn lại của quý 2 năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu tăng trở lại từ các thị trường khu vực châu Âu, châu Mỹ. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước hôm nay thì khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ ghi nhận ở các địa phương trọng điểm, giá hồ tiêu duy trì ổn định so với ngày hôm qua. Theo đó, sáng nay giá hồ tiêu trong nước thu mua ở mức là 103.000 đồng tới 104.500 đồng một kg. Ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, các đại lý vẫn thu mua giá hồ tiêu quanh mức là 104.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ổn định ở mức 103.000 đồng một kg. Tại tỉnh Kon Tum, giá hồ tiêu sáng nay cũng ghi nhận quanh mức 103.000 đồng một kg. Mức giá 103.100 đồng một kg vẫn ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Tại tỉnh Lâm Đồng, sáng nay giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 103.500 đồng một kg. Trong khi tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mức giá là 104.500 đồng một kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu sáng nay cũng ghi nhận ổn định ở mức là 104.500 đồng một kg. Trong khi tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 104.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 56,83 nghìn tấn, trị giá 235,91 triệu USD, giảm đi 5,2% về lượng, nhưng tăng 3,3% về trị giá so với quý 4 năm 2023. So với quý 1 năm 2023 thì giảm đi 25,5% về lượng, nhưng tăng 0,9% về trị giá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Funu TV. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.